Chỉ có hơn 10 km đường rừng, nhưng chúng tôi phải mất hơn 1 giờ đồng hồ di chuyển bằng ô tô mới có thể tiếp cận được với thôn Ca Long. Đây là vùng kinh tế mới của xã Đà Ban, huyện Đà Tẻ, mới được hình thành từ năm 2000. Bà con sinh sống ở đây chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của bà con chủ yếu dựa vào sông suối và mạch nước ngầm. Nhưng nhiều tháng nay, những nguồn nước trên đã khô cạn. Người dân đã phải đi xách từng can nước như thế này từ các con suối xa để về sử dụng. Trên địa bàn thôn được xây dựng một công trình nước tự chảy nhưng đã xuống cấp. Mùa mưa thì nước đục ngầu, còn mùa khô thì cung cấp cầm chừng, nhỏ giọt. Nước năm nay là nó thiếu hẳn, tức là mỗi hôm thì mỗi một tuần mình đóng cái này cho nước bà con sinh hoạt thì một tuần người ta có nước xài, còn cái một tuần sau nữa mới có nước xài, còn bình thường hàng ngày thì không có nước. Thì giếng thì người ta cũng có một số người ta đào cũng dính đá bàn thì không có đào được. Đó là trường hợp là thôn Ca Long A và B là khó khăn nhất về cái nguồn nước. Thì cái thứ hai nữa cũng có một số là hộ người ta trồng cây vì người ta cũng có ao nhưng mà nói chung thời gian người ta có bơm rồi nó cũng cạn, cái nguồn nước bây giờ nó gọi năm nay là yếu chứ không giống như mọi năm. Có điều kiện hơn một số nông hộ khác, gia đình anh Nguyễn Anh Tuấn là một trong hai hộ duy nhất của cả thôn có trang bị thêm giếng đào khai thác nước sinh hoạt. Nhưng việc sử dụng nước của gia đình anh cũng hết sức tiết kiệm. Ở nhà đào tại nó ở dưới nó gặp cái hòn đá ở giữa giếng luôn là không có đào được. Gia chủ chỉ có đủ mỗi lần bơm là chỉ được một quy rồi. Còn nước sạch thì thời gian đầu thì còn thấy là có xử lý thuốc rồi xài nhưng mà cũng được một thời gian đầu đó, sau giờ nước suối sao thì nước máy vậy, mà bây giờ thì nhất là mùa khô này mất liên tục, không có nước thường xuyên đâu. 100% các hộ dân của thôn Ca Long, xã Đà Ban, huyện Đà Tẻ sống bằng nghề nông nghiệp, nhưng những diện tích cây trồng ở đây đang khát nước, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cây trồng, trong đó nhiều diện tích cà phê khô héo. Là địa bàn vùng sâu nên tại đây chưa được xây dựng các công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất. Hiện nay để cứu hàng cho cây trồng, với sự hỗ trợ 70% kinh phí nhà nước từ đề án phát triển ao hồ nhỏ, nông dân thôn Ca Long đang tích cực đào các ao hồ để tìm kiếm nguồn nước. Nhưng xem ra giải pháp này cũng gặp nhiều khó khăn. Nhà em ở đây là em được 3 hectare, mà năm nay nguồn nước ở đây là không có nước đâu chị. À, đây em tưới lần thứ 2. Còn bây giờ em chuẩn bị em tưới nước 3 mà cứ tưới khoảng chừng ngày là hết nước, phải chờ 2-3 ngày sau có nước tưới lại. Sợ là năm nay là hạn như vậy là không có nước tưới là cà phê sẽ chết hết. Để phần nào giảm bớt khó khăn cho người dân tại đây, ngành chức năng địa phương đã đi khảo sát thực tế, nắm bắt tình hình, đưa ra các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài. Trong đó đặc biệt ưu tiên đến nguồn nước dùng cho sinh hoạt. Hạn hán đang diễn ra khốc liệt tại khu vực sản xuất, khu vực thôn Ca Long, xã Đà Ban. Hiện nay có khoảng độ 300 hectare cây trồng, cụ thể là cây cà phê, đang không có nước tưới, thiếu nước tưới. Nhân dân hiện nay cũng đang khắc phục bằng cách đào các cái ao hồ nhỏ để mà lấy cái nguồn nước để bơm tưới. Tuy vậy thì cái nguồn nước tưới cũng rất là hạn chế, mà không thể tưới thường xuyên, mà bà con phải tưới chờ cái lượng nước ngấm từ các cái nước mạch, rồi nước mạch từ lòng suối, nước mạch từ đất để bà con là tưới cái phục vụ công tác chống hạn. Và cũng là cái huyện cũng đang đặc biệt quan tâm là cái nước cho sinh hoạt khu vực thôn Ca Long. Hiện nay thì công trình nước sinh hoạt thôn Ca Long đang phục vụ cho cái cung cấp nước sinh hoạt cho gần 200 hộ dân. Như đến nay thì cái nguồn nước đầu vào cái công trình nước tự chảy thôn Ca Long thì cũng chỉ đủ cũng một tuần chỉ có cấp nước cho một lần cho các hộ dân. Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn thì năm nay dự báo nắng hạn sẽ kéo dài và khốc liệt hơn các năm trước và có thể sẽ lặp lại chu kỳ của 100 năm trước. Tại Lâm Đồng đã có nhiều khu vực thiếu nước sản xuất và sinh hoạt. Vì vậy các ngành chức năng và người dân cần theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, có những giải pháp chủ động, tiết kiệm nguồn nước, giảm thiểu những thiệt hại
và ảnh hưởng do hạn hán gây ra. Song song với đó là các giải pháp lâu dài về sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và phát triển rừng cũng cần được cả cộng đồng chú trọng thực hiện. Có như vậy mới có thể bảo vệ được nguồn tài nguyên nước đang ngày càng cạn kiệt như hiện nay, và để những vùng đất như thôn Ca Long không còn là vùng đất khác. Câu lạc bộ bóng bàn Phù Động ở phường 8, thành phố Đà Lạt, một trong những câu lạc bộ bóng bàn phát triển khá mạnh của địa phương trong những năm gần đây. Với lực lượng khoảng gần 20 vận động viên, có tuổi đời còn rất trẻ, được tuyển chọn, huấn luyện bài bản. Hàng năm, câu lạc bộ bóng bàn Phù Động cung cấp đa số vận động viên cho đội tuyển bóng bàn của tỉnh đi thi đấu tại các giải.